Chào các em, hôm nay anh sẽ nói tiếp về phần tiếp theo của chương 2, đề số 11, phần nhị thức Newton. Thì cái phần nhị thức Newton thực ra là nó chỉ là một cái khai triển của một cái biểu thức mũ n ha. Ở đây giống như ở đây đề cho là a cộng b tất cả mũ n, thì anh có thể sử dụng, anh có thể khai triển nó ra là cái gì, thì anh sẽ khai triển nó ra là nó sẽ theo thứ tự nha, theo thứ tự là c0n a mũ n. Ở đây là a mũ n nhân cho b mũ 0 á, mà b mũ 0 là bằng 1, do đó ở đây không nhân. Tiếp tục xong sau đó anh sẽ tăng cái số 0 này lên, là lên một lần ha, anh tăng lên thành 1, xong sau đó anh giảm thằng này xuống 1, n này sẽ giảm xuống 1, và sau đó này b sẽ tăng lên 1 ha. Thì có nghĩa là c1n a mũ n trừ 1 và b mũ 1, tiếp tục cộng tiếp là c2n a mũ n trừ 2 b mũ 2, và cộng tới cuối cùng là cn n của b mũ n. Thì ở đây người ta gọi nó cái công thức này chính là công thức khai triển nhị thức Newton. Dựa vào cái công thức này thì mình có thể đi khai triển, mình có thể biết được những cái hằng đẳng thức giống như a cộng b tất cả bình, a trừ b tất cả bình, a cộng b tất cả mũ 3, a trừ b tất cả mũ 3 ở đâu ra, tại sao được như vậy. Thì họ thì cái dựa vào công thức này các em có thể suy ra được hầu hết tất cả, có thể suy ra được tất cả các hằng đẳng thức đó ha. Thì ở đây anh sẽ viết một cách tổng quát ha, viết một cách tổng quát có nghĩa là k nó sẽ chạy từ 0 cho tới n ha. a cộng b tất cả mũ n nó sẽ bằng tổng ha, tổng mà k chạy từ 0 tới n ha, của c k n a mũ n trừ k và b mũ k ha, c k n nhân cho a mũ n trừ k b mũ k. Ứng cái dấu này có nghĩa là k chạy từ 0 đến n, và dấu này là dấu tổng có nghĩa cộng lại, có nghĩa ứng với k bằng 0 thì chỗ này sẽ là 0 c 0 n a mũ n trừ 0, n trừ 0 chính là a mũ n, và b mũ 0 chính là b mũ chính là 1, thì mình sẽ ra cái số hạng đầu tiên, được chưa. Và tiếp tục là k bằng 1 thì mình sẽ ra tiếp thằng thứ hai, và cái dấu tổng này có nghĩa là quy định hai thằng này sẽ là phép cộng với nhau, được chưa. Đó thì cái công thức này nó chỉ như vậy. Và một số lưu ý thì các em cần biết, đó chính là số hạng thứ k cộng 1 ha, số hạng thứ k cộng 1, số hạng thứ k cộng 1 chính là ckn a mũ n trừ k b mũ k. Thì mình để ý cái chỗ này để mình đi làm bài tập, có những bài tập người ta kêu mình tính số hạng thứ 5 ha, tính số hạng thứ 5 thì ứng với k sẽ bằng 4, đúng không ha. Số hạng thứ 5 có nghĩa là k cộng 1 bằng 5 thì lúc đó k sẽ bằng 4 ha. Tính số hạng thứ 6 thì lúc đó k sẽ bằng 5 đó. Mình chỉ cần biết thì mình biết những cái này để chút nữa mình đi làm bài tập cho nó dễ. Tiếp tục số hạng tổng quát, số hạng ckn a mũ n trừ k b mũ k, người ta gọi nó là số hạng tổng quát của cái khai triển nhị thức Newton. Ứng với tùy từng trường hợp thì k sẽ như thế nào thì mình sẽ thấy như sau. Nhưng mà cái số hạng tổng quát này bắt buộc các em phải nhớ để đi làm bài tập, tại vì có những bài tập mình không thể nào mà mình cứ suốt ngày mình đi cái khai triển cái nhị thức này ra để tìm được ha. Lỡ như n nó rất là lớn thì mình phải khai triển rất là dài dòng, do đó các em phải hiểu là mình phải biết được cái số hạng tổng quát để mình đi làm cho nó nhanh. Rồi một số nhận xét, c0n cộng cho c1n cộng cho chấm chấm cộng cho cnn nó sẽ bằng là 2 mũ n. Thì cái này các em có thể đi chứng minh, thì sau này anh sẽ chỉ chứng minh sau, từ từ cái này các em biết là như vậy ha. Nhưng thực ra chứng minh thì các em cứ hiểu là ở đây là c0n nhân cho 1 mũ 0 nhân cho 1 mũ n, cứ nhân hoài như vậy. Thì mình có a với b của mình chính là 1 ấy, a của b chính là 1, mà 1 mũ mấy thì cũng bằng 1, đúng không? Rồi 1 nhân với số nào thì bằng chính số đó, do đó những cái số này đều bằng 1 rồi. Những số này đều bằng 1, cho nên nhân thì nó chỉ ra còn cái tổ hợp thôi ha. Nó chỉ còn ra mấy cái tổ hợp thôi, lúc đó tổng của tổ hợp ha. Ở đây 2 chính là 1 cộng 1 đó, 1 cộng 1 tất cả mũ n, mình khai triển sẽ ra thằng này ha. Tương tự thằng này sẽ là 1 trừ 1 mũ n, 1 trừ 1 là chính là 0, 0 mũ n cũng bằng 0, thì dưới này chính là 1 trừ 1 mũ n ha. Rồi một số ví dụ, ở đây là ví dụ 1, viết khai triển sau dưới dạng tổng các đơn thức a cộng b tất cả bình, a cộng b tất cả bình, đây hằng đẳng thức quen thuộc của mình rồi, a cộng b tất cả bình nó chính bằng là a bình cộng 2ab cộng b bình, đúng không? Thì ở đây bây giờ nếu mà mình sử dụng cái nhị thức Newton mình khai triển thì nó sẽ như thế nào. Ở đây
anh sử dụng nhiều thức Newton, anh khai triển cái A bình cộng B bình ra, thì đầu tiên của mình nó sẽ là cái gì? Copy lại phần này đi. Đầu tiên của mình sẽ là đây, nó sẽ bằng là C0N A mũ N nó sẽ bằng là C0N A mũ N. Thì ở đây là C của C N của mình ở đây chính bằng 2 ha. N của mình là 2, chính là C20. A mũ N chính là A mũ 2. A mũ 2. Rồi, cộng cho C1N. C1N là C21 ấy. Đó. Rồi A mũ N trừ 1 là chính là A mũ 2 trừ 1 chính là A ha. Và B mũ 1 chính là B. Được chưa? Và cộng cho tới cuối cùng là C22 là hết rồi. Ở công thức khai triển của mình tới CNN là hết. Thì ở đây C22 là hết. Thì của mình sẽ là B mũ 2 ha, B mũ 2. Rồi. Và ở đây của mình C02 chính là 1. Được chưa? C02 chính là 1. Vậy C02 nhân với A bình nó chính là A bình ha, nó sẽ là A bình. Đó. Rồi, C12 chính là 2. C12 là bằng 2 đúng không? Mình bấm máy tính ra được C12 chính là 2. Rồi, AB anh ghi lại. Cộng cho C22 là bằng 1. Bây giờ C22 là bằng 1, do đó ở đây chỉ còn lại là 1 nhân với B bình nó chính là B bình. Ha. Thì từ đó anh đã ứng dụng cái nhị thức Newton để anh đi khai triển cái biểu thức là A cộng B tất cả bình. Thì anh lại ra được đúng là A bình cộng 2AB cộng B bình như hồi đó giờ mình học. Cái này là cách khai triển của cái nhị thức Newton. Tiếp tục qua một cái biểu thức khác, mình đi khai triển một biểu thức khác. A cộng B, A trừ B tất cả mũ 3. A trừ B tất cả mũ 3. Thì nó sẽ bằng cái gì? Đầu tiên của mình sẽ là C03 đúng không? C03 được chưa? A mũ N chính là A mũ 3. A mũ 3. Rồi. Cộng cho C13 đúng không? C13. A mũ N trừ 1 chính là A mũ 2, được chưa? A mũ N trừ 1 chính là A mũ 2. Nhưng B mũ 1, B của mình ở đây các em nhớ nha. Ở đây là B, A của mình á là chữ A, nhưng mà B của mình là trừ B nha. Trừ B có nghĩa ở đây là A cộng cho trừ B. A cộng trừ B. Nên ở đây là A bình nhân với trừ B. Rồi. Cộng cho C23. C23. Đó, C23. Nhân với gì? Ở đây tiếp tục A của mình sẽ giảm bớt 1 và B tăng, trừ B tăng lên 1. A giảm mũ xuống là A ha, A từ mũ 2 giảm xuống 1 là A. B tăng lên 1 là trừ B tăng lên 1. Trừ B đang là mũ 1 thì tăng lên 1 chính là mũ 2. Ở đây sẽ là trừ B mũ 2. Được chưa? Và cuối cùng là cộng cho C33. C33 thì lúc này là A giảm xuống là còn mũ 0. Mũ 0 thì nó ra là 1 cho nên nó không ảnh hưởng. Thì B tăng lên, trừ B tăng lên 1 chính là trừ B mũ 3. Yeah. Vậy mình rút gọn đó. Đầu tiên mình có là C03 nó sẽ bằng là 1 ha. C03 bằng 1. C03 bằng 1 thì 1 nhân với A mũ 3 thì chính là A mũ 3. Được chưa? Rồi. C13 chính là mấy? Là 3 ha. C13 là 3. Thì C13 là cộng cho 3 ha. Rồi, ở đây dấu trừ các em để ý cho anh là chỗ trừ B này nè. Anh đem dấu trừ ra ngoài ha. Thì dấu cộng này hợp với dấu trừ này nó sẽ là dấu trừ. Thì ở đây sẽ là trừ 3 A bình B ha. Trừ 3 A bình B. Được chưa? Và tiếp tục, cái tiếp theo là C23 cũng chính bằng 3 ha. Bấm máy tính C23 bằng 3. Trừ B bình lên chính là B bình ha. Bình lên thì mình mất dấu trừ rồi. Trừ B, B bình lên thì mất dấu trừ. Vậy ở đây của mình sẽ là cộng 3 A B bình ha. Còn A B bình. Đó. Rồi cuối cùng của mình là C33. C33 là bằng 1 trừ B mũ 3 ha. Dấu trừ mà mũ lẻ lên thì không bị mất ha. Chỉ có mũ chẵn thì mới mất dấu trừ, còn mũ lẻ thì không mất dấu trừ.
Do đó ở đây mũ 3 thì nó vẫn còn lại là trừ ha. Vậy ở đây của mình sẽ là trừ b mũ 3. Rồi, hàm thức rất là quen thuộc, a trừ b tất cả mũ 3 ha. A mũ 3 trừ 3 a bình b cộng 3 b bình trừ b mũ 3. Thì đây chính là hàm định thức. Thay vì hồi đó các em học thuộc công thức đúng không? Thì bây giờ mình có một cái phương tiện khác, đó chính là nhị thức Newton. Thì mình sử dụng cái nhị thức này mình có thể khai triển tất cả các biểu thức một cách dễ dàng đúng không? Mình cứ áp dụng theo định luật, cứ tăng giảm sao đó tới cuối cùng ra được cái biểu thức cuối cùng ha. Cái này là một cái hay của cái nhị thức Newton là vậy. Rồi mình qua ví dụ tiếp theo. Viết khai triển sau dưới dạng tổng các đơn thức ha. Viết khai triển của cái đơn thức x trừ 2 tất cả mũ 5 nè ha. Dưới dạng tổng của các đơn thức thì ở đây của mình dạng tổng sẽ là đây. Đầu tiên của mình là ở n, mình xác định số n nó chính là mũ 5 đúng không? N chính là mũ 5. Thì ở đây của mình sẽ là C05 trước đúng không? C05. Sau đó là nhân với a mũ n đúng không? A mũ n, a của mình chính là x ha, x mũ 5 được chưa? Và tiếp tục là cộng cho C15 ha, C15 tiếp tục mình tới đó là C15. Thì lúc này là x sẽ giảm đi 1, a của mình, mũ của a nó sẽ giảm đi 1 và mũ của b sẽ tăng lên 1 đúng không? Thì a của mình là chính là x, thì x bây giờ của mình sẽ là x mũ 4 được chưa? Và b của mình đó chính là trừ 2 ha, trừ 2 thì ở đây của mình là nhân với trừ 2 được chưa? Và tiếp tục ha, tiếp tục chứ ở đây là phép cộng với C52 ha. Và x giảm a giảm đi một thì lúc này còn lại là x mũ 3 và b tăng lên 1 thì b tăng lên 1 nó chính là trừ 2 mũ 2 được chưa? Trừ 2 mũ 2. Tiếp tục tới số hạng tiếp theo nó chính là C35 ha, C35 x bình ha, x mũ 3 giảm xuống một bậc thì còn là x bình và trừ 2 tăng lên một bậc nó chính là trừ 2 mũ 3. Rồi tiếp tục mình làm cho tới khi nào xuất hiện C55 thì thôi. Và bây giờ mình mới có tới C45 thôi. C45 thì còn lại x, còn thằng kia nó sẽ là trừ 2 mũ 4 ha, trừ 2 mũ 4. Rồi cộng tiếp đây số hạng cuối cùng của mình C55. C55 thì lúc này x của mình sẽ là giảm xuống 1, nó sẽ là x mũ 0 ha. Và x mũ 0 chính bằng 1, và 1 nhân với số nào thì cũng bằng chính số đó. Cho nên ở đây anh không có ghi x mũ 0 ra ha, cho nên dài dòng ghi x giảm xuống 1 thì mũ của x giảm xuống 1 thì x mũ 0 và b tăng lên 1 là trừ 2 mũ 5 đúng không? Ở đây nó sẽ ra là nhân với trừ 2 mũ 5. Đó, đây là cái biểu thức của mình ha. Em bây giờ mình rút gọn nó sẽ bằng cái gì? C05 của mình, C05 nó chính là 1 ha, C05 C05 của mình nó sẽ bằng 1. Ở đây nó sẽ bằng x mũ. Thực ra người ta kêu mình khai triển dưới dạng tổng các đơn thức, thực ra mình ra như vậy là đã là dạng tổng của các đơn thức rồi ha. Nhưng mà để cho nó đẹp mình tiếp tục mình làm gọn nó đi ha. Ở đây mình sẽ ra là C05 nó sẽ bằng 1, cho nên ở đây sẽ ra là x mũ 5 cộng với ở đây là C15 chính bằng 5 ha. C15 chính bằng 5 thì mình sẽ có là 5 nhân với ở đây là trừ 2 này ha, trừ 2 nhân với dấu cộng ra dấu trừ, thì ở đây là 5 nhân với trừ 2 đúng không? C15 là bằng 5 nè, nhân với trừ 2 nó sẽ ra là trừ 10 được chưa? Thì ở đây nó sẽ là trừ 10 x mũ 4 được chưa? X mũ 4. Tiếp tục C25 nó sẽ bằng bao nhiêu? C25 nó sẽ bằng là 10 ha, C25 bằng 10 và trừ 2 mũ 2 lên nó sẽ là 4 được chưa? Dấu trừ thì mũ chẵn thì nó sẽ bị mất, thì ở đây nó còn lại là cộng cho 40 ha, 40 x mũ 3. Tại vì C25 chính là 10 ha, 10 nhân 4 nó sẽ bằng là 40. Tiếp tục cộng với C35 nó cũng sẽ bằng 10 ha, C35 bằng 10 thì
C35 bằng 10 và nhân với trừ 2 mũ 3. Trừ 2 mũ 3 lên chính là trừ 8 ha. Thì ở đây sẽ là trừ 80 x bình ha, trừ 80 x bình. Rồi. Và cuối cùng của mình sẽ là kế tiếp của mình sẽ là C45x ha. C45 chính là C45 chính là bằng 5 ha. Và trừ 2 mũ 4, trừ 2 mũ 4 chính là 16 ha. 10 trừ 2 mũ 4 chính là 16. Thì 16 nhân với 5 nó chính là 80 ha. 16 nhân với 5 bằng là 80. Vậy ở đây của mình sẽ là cộng cho 80x, được chưa? Và cuối cùng của mình C55 là bằng 1 ha. C bằng 5, 55 là bằng 1. Trừ 2 mũ 5 lên chính là trừ 32, được chưa? Trừ 32. Rồi, vậy có nghĩa là 2x trừ 2 mũ 5 mình sẽ khai triển nó thành là x mũ 5 trừ 10x mũ 4 cộng 40x mũ 3 trừ 80x bình cộng 80x và trừ 32. Được chưa? Ha, nó là như vậy. Xong ví dụ 3, mình sẽ qua ví dụ thứ 4. Ví dụ thứ 4 là tìm số hạng không chứa x trong khai triển này. Một cái dạng nè. Tìm số hạng không chứa x. Mà các em nhớ mai mốt mà cứ những cái bài toán nào giống như là tìm số hạng hay là tìm hệ số của x mũ mấy trong khai triển gì đó, thì những cái bài toán này mình luôn luôn áp dụng, luôn luôn mình sử dụng đó chính là số hạng tổng quát, được chưa? Vậy đầu tiên anh coi số hạng tổng quát này. Số hạng tổng quát, mình nói số hạng tổng quát ra. Thì ở trên của mình số hạng tổng quát nó sẽ là gì? CKN đúng không? A mũ N trừ K và B mũ K, được chưa? CKN A mũ N trừ K B mũ K. Thì ở đây của mình là N chính là bằng 8 nè. N bằng 8. A của mình là chính là 2x, được chưa? A của mình là 2x và B của mình là trừ 1 phần x bình. Được chưa? B của mình là trừ 1 phần x bình. A của mình là 2x và N của mình là 8. Thì số hạng tổng quát của mình nó sẽ là C. Ở đây số hạng tổng quát nè, C nè. N của mình chính bằng 8, được không? Ở trên này mình vẫn để chữ K, mình không có, mình không biết số hạng tổng quát nằm ở vị trí nào cả, đúng không? Nên mình để chữ K, được chưa? A mũ N trừ K, đúng không? A mũ N trừ K chính là 2x 2x mũ N trừ K, đúng không? A của mình chính là 2x. Ở đây là 2x mũ N trừ K, được chưa? Và B mũ K, đúng không? B mũ K thì có nghĩa là ở đây của mình nó chính là 1 trừ 1 phần x bình ha. B của mình là trừ 1 phần x bình. B của mình là trừ 1 phần x bình mũ K ha, mũ K ha. CKN nè, A mũ N trừ K, B mũ K, được chưa? Thì số hạng tổng quát của mình nó sẽ có dạng như vậy. Và ở đây người ta yêu cầu của mình là đi tìm số hạng không chứa x, có nghĩa là các em để ý ở đây là thằng này có 2x nè ha, thằng này có 1 phần x bình nè. Thì trong khai triển này có cái nào mà khi mà hai này nhân nhau mất đi x không? Có nghĩa là chỉ còn cái số thôi, đúng không? Thì bây giờ mình khoan làm cái đó đã, mình bắt đầu mình rút gọn tiếp. Rút gọn từ từ ha, mình phải đi rút gọn đã rồi mình mới biết được khi nào nó mới ra không có x, được chưa? Thì của mình nó tiếp tục, anh sẽ rút gọn nó như sau. Mình rút gọn thì mình cũng rút gọn số hạng tổng quát thôi. Gọn số hạng tổng quát thì ở đây của mình là 2x mũ n trừ k, đúng không? Nó chính là anh sẽ tách nó ra là 2 mũ, anh sẽ tách nó ra là 2 mũ n trừ k, được chưa? Và nhân với x mũ n trừ k, được chưa? Ha, a nhân b tất cả mũ n nó sẽ bằng là a mũ n nhân b mũ n, được chưa? Mình tách nó ra. Và tiếp tục tách cái thằng tiếp theo ở cái chỗ này, thằng tiếp theo các em phải để ý cho kỹ nha. Ở đây của mình nó là chia cho x bình ha, của mình nó là chia cho x bình. Thì chia cho x bình có nghĩa là nhân với x mũ trừ 2, được chưa? Khi mà các em bỏ từ dưới tử lên dưới mẫu lên trên tử á, dưới mẫu lên trên tử á, thì các em sẽ là lấy đổi dấu của cái mẫu, ở đây là đổi dấu của cái mũ ha, đổi dấu của cái mũ. Thì ở đây x đang là mũ 2 và nằm ở dưới mẫu, mình muốn đưa lên trên tử thì mình nó sẽ ra là x mũ trừ 2, được chưa? Cái quy tắc nó làm vậy. Thì ở đây trừ 1 ha, và anh vẫn ghi lại là trừ 1 mũ k nè, anh vẫn để đó ha, trừ 1 mũ k.
được chưa? Tại vì ở đây trừ một này nó không phải ra một, nó có thể ra một, nó có thể ra trừ một, tùy vào số k này là số chẵn hay số lẻ, cho nên mình không được bỏ nó, được không? Mình vẫn phải giữ lại dãy số trừ một. Rồi tiếp theo anh lấy trừ một ra rồi thì ở bên này nó chỉ còn lại là một phần x bình ha, một phần x bình nó chính là x mũ. Đây anh nói rồi, x mũ 2 đang nằm ở dưới mẫu và anh muốn đưa nó lên tử thì nó sẽ thành là x mũ trừ 2, được chưa? Và ở đây nó sẽ là x mũ trừ 2 tất cả mũ k đúng không, thì nó sẽ chính là x mũ trừ 2k. Các em nhớ công thức là a mũ n tất cả mũ m nó sẽ bằng là a mũ m nhân n, được chưa? Những cái công thức này mình đã học vào cấp 2, thì qua phần bài tập thì anh sẽ review lại những cái công thức đó với em. Thì ở đây anh giải trước cái phần ví dụ để các em nắm bài trước. Rồi, qua phần bài tập anh sẽ nói sâu, nói rõ thêm về những cái công thức đó để nhắc lại cho các em về kiến thức. Tiếp tục anh sẽ là C8K nè, được chưa? Và bắt đầu anh sẽ gom lại, số anh sẽ gom lại gần nhau và biến anh sẽ gom lại gần nhau. Thì ở đây của mình sẽ là 2 mũ n trừ k, anh ghi lại 2 mũ n. N của mình chính là 8 ha, trừ k. N của mình là 8, nãy giờ anh quên. N của mình là 8 thì mình cứ thế vào thôi ha. N của mình là 8, mình cứ thế. Chỉ có số k là mình hồi chưa biết, mình chưa biết cái số không chứa x nằm ở vị trí nào, cho nên mình không có thế được ha. Mình chỉ thế số có số n thôi. Ở đây của mình tiếp tục nó là trừ 1 mũ k đúng không? Trừ 1 mũ k anh ghi lại. Trừ 1 mũ k. Tiếp theo mình thấy là những cái biến nè, ở đây là x mũ 8 trừ k nhân với x mũ trừ 2k, thì a mũ m nhân với a mũ n thì nó chính bằng là a mũ m cộng n. Thì ở đây nó chính là x mũ 8 trừ k trừ cho 2k thì nó sẽ ra là x mũ 8 trừ cho 3k, được chưa? Đây một số công thức đó các em nhớ. Anh ghi lại chỗ này cho nó, anh ghi tắt nha, số hàng tổng quát. Rồi sau khi anh rút gọn anh sẽ ra được như vậy. Anh ra được như vậy. Vậy bây giờ người ta hỏi là tìm số hạng không chứa x trong khai triển ha. Không chứa x có nghĩa là mất x. Mất x thì lúc đó x sẽ là x mũ 0, được chưa? Lúc đó x sẽ là x mũ 0. Vậy số hạng không chứa x ha, không chứa x. Nghĩa là số hạng không chứa x thì lúc đó nghĩa là x mũ 0 đúng không? Cái số hạng đó sẽ là nhân với x mũ 0, x mũ 0 bằng 1 thì nó mất đi. Được chưa? Ở đây để cho x mình nó xảy ra x mũ 0 á thì 8 trừ 3k này nó phải bằng 0, được chưa? Thì ở đây là 8 trừ 3k bằng 0, được chưa? Thì từ đó mình sẽ giải ra là kỳ ta, nó sao nó lại ra số lẻ nhỉ? Tương đương ra là k nó sẽ bằng là 8/3. K của mình phải là một số chẵn nhưng mà ở đây nó lại ra một số lẻ. Nó lại ra một số lẻ để kiểm tra lại. Ở đây là 8 a công thức của mình là a mũ n trừ k đúng không? Ở đây là x mũ 8 trừ k nhân với x mũ trừ 2k, đúng rồi, trừ 2k. Rồi vậy k của mình là ra 8/3, do đó nó không k của mình bắt buộc nó phải là một con số nguyên, còn con số nguyên mà ở đây nó ra là phân số, cho nên của mình sẽ là loại loại. Vậy mình sẽ loại cái kết quả này đi, loại kết quả này. Vậy mình kết luận là vậy không có số hạng nào không chứa x trong khai triển này ha. Tại vì mình giải ra ở đây không có tồn tại k thì cho nên trong khai triển này không có, được chưa? Và nếu như mà mình giải ra được, ở giả sử như ở đây anh giải ra k bằng giả sử anh đổi ở đây không phải mũ 8 mà mũ 9 ha, anh đổi mũ 9
Mũ chính thì lúc đó nó sẽ ra ở đây là C, CK9 nè. Ha, CK9 cái này mũ chính, được chưa? Cái này mũ chính. Thì ở đây nó sẽ là mũ chính nè. 8, đây là 9 ha. Đây cũng là ở hình 9. Thì cứ chỗ nào có N anh đổi, chỗ nào số 8 anh đổi thành số 9 thôi. Rồi. Vậy có nghĩa là để cho số hạng không chứa x đúng không? Thì lúc đó x sẽ là x mũ 0. X mũ 0 thì có nghĩa là ở đây của mình sẽ là 9 nè. À, x mũ 0 ở đây số hạng tổng quát của mình là x đang là mũ 9 trừ 3k nè, đúng không? Mũ 9 trừ 3k. Thì để xuất hiện x mũ 0 thì có nghĩa là 9 trừ 3k phải bằng 0. Thì từ đó tương đương ra k nó sẽ bằng là 3. K bằng 3, vậy số hạng không chứa x nó sẽ là vậy số hạng vậy số hạng không chứa x trong khai triển này nó sẽ là gì? Nó sẽ là bây giờ mình sẽ ghi cái này lại ha, mình ghi cái này lại. Và ứng với ở đây mình giải ra k bằng 3 thì mình thấy k bằng 3 vô đây. Ha, k bằng 3 vô đây. Được chưa? Ha. K bằng 3 vô. Được chưa? Và nó sẽ bằng là ở đây là 9 trừ 9 bằng 0, x mũ 0 là bằng 1. Ha. Cho nên 1 nhân với số nào cũng bằng chính nó, cho nên là x bỏ đi. Ha. X mũ 0 mình bỏ đi. Ở đây trừ 1 mũ 3, ha. Trừ 1 mũ 3 mũ lẻ thì tất nhiên nó sẽ giữ lại dấu trừ. Được chưa? Còn ở đây chính là 2 mũ 6. Ha. Và ở đây của mình là C39 nhân với 2 mũ 6. Thì 9C3 nhân với 2 mũ 6. Được chưa? 9C3 nhân với 2 mũ 6 thì nó ra là 5376. Vậy số hạng không chứa x là 5376. Được chưa? Ha. Ở đây khi mà anh đổi lại cái d ở đây, nếu mà anh không để 18 anh để 19 thì ở đây anh sẽ giải ra k và anh nhận ha, k là một số nguyên và anh nhận. Được chưa? Khi nãy anh giải ra k là số số thập phân, số cho nên là anh loại ha, nó là phân số cho nên anh loại, nó không phải là số nguyên. Rồi từ đó anh tính ra được là số hạng không chứa x trong này thì anh giải ra k bằng 3, thì anh chỉ cần là thế k bằng 3 vào đây thôi. À, mình tới cao đây một tiền. Rồi cái video này anh tới đây thôi. À, video sau anh sẽ hướng dẫn về bài tập về khai triển nhị thức Newton. À, rồi cảm ơn các em đã theo dõi video.